1299 sẽ có cho mình là đủ size luôn, MLXL với là 2X luôn nha cả nhà. Một cái mẫu đầm cổ vest nha, cực kỳ là sang luôn. Rồi hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình, chỉ có giá 299.000 đồng ở này thôi. Phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị mình nè, có túi hai bên luôn. Rồi chất vải của nó là chất tuyết mưa loại 1 luôn. Dày dặn mà nó mềm, dày dặn mà êm và có độ co giãn nhẹ cho các chị mình đây. Đó, các chị thấy không? Chất bao xịn luôn, về nhà các chị cầm gói hàng trên tay rồi các chị sẽ thấy chất lượng cực kỳ dày dặn luôn. Vải rất là xịn sò cho các chị mình. Vải này em may là hàng là để xuất khẩu luôn nên em đảm bảo đến tay các chị là hàng chất lượng luôn. Mã đầm này của em là 1299 nha, hôm nay chốt luôn chỉ có 299 thôi. Đủ hàng và đủ size cho các chị. Trong tầm từ 40kg nè, đến tầm gọi là 65kg là vừa. DA1299 và kèm tránh xe thoại luôn cả nhà ơi. 1299 và kẻ xin hỏi chút xem giá chỉ có 299k. Từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa hết nha các chị. Rồi ưng mẫu nào các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nào. Là mã hàng nè, vừa xịn thoại cho em nha. Mã hàng và kẻ xin hỏi đây các chị ơi, em lại gần cho mình xem nè. Đẹp từng cái đường kim mũi chỉ luôn, nét luôn các chị ơi, chuẩn nét cho các chị mình luôn. Trời ơi đẹp chưa, xuất sắc. Đầm này em sẽ sale luôn trên line này, chỉ có giá 299k mẫu đầm này. Mã sản phẩm là DA1299 nha. 1299 và kèm cho em số điện thoại luôn cả nhà ơi. Đi làm cũng được, đi tiệc cũng được, đi chơi đi đâu mà mặc cũng được hết. Form đầm này mặc là sẽ dài vừa qua gối như thế này đây ha. Ai cao ai thấp mình mặc ok, ở đây em cao 1m62 thì em mặc tới đây nha. Đó. Đầm này chị nào có bụng là che bụng hoàn toàn luôn. Có túi hai bên. Mã là DA1299 nha các chị. Rồi ai lấy mẫu này các chị mình đặt liền giùm em 1299 và kèm trang sinh thoại luôn nha cả nhà ơi. Chỉ có giá 299k mẫu đầm này thôi. Màu đen thì các chị rất là dễ phối đồ, phối phụ kiện nè. Ví dụ như phối thêm một cái dây đai vô hay là một cái cài áo vô cũng rất là đẹp và sang luôn. Rồi phối giày dép túi xách gì đều được hết, rất là ok luôn ha. Rồi mã đầm DA1299 này nhanh tay các chị lên đơn liền nha. Cái mẫu này mà không mua thôi, mua về rồi chắc chắn các chị sẽ mặc thường xuyên luôn cả nhà. Rồi chị nào mình lấy đặt nhanh cho em nha. Đây phối thử tre cho mình xem thêm một cái phần là dây đo vô như thế này nè. Đó, cũng rất là đẹp luôn. Hoặc là mình có thể phối thêm một cái cài áo vô. Phối thêm một cái cài áo em thì ông báo phụ kiện nha. Cái này phối thử cho cả nhà xem thử thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi mẫu đầm này của em là 1299 nha, chị nào mình lấy đặt liền. Đủ hàng và đủ size cho cả nhà mình luôn. Trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa. Nhanh tay nha các chị, 1299 và kèm trang sinh hỏi luôn, 299k. Rồi lên đơn hàng liền dùm em nha cả nhà ơi. Chị Ngọc Tú ok em chốt 1299 cho chị nè. Chị Thi Hiền ok em chốt 1299 cho chị nè. 1299 sale hôm nay với giá chỉ có là 299k. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt hàng liền dùm em ngay bây giờ nha, để em chuyển hàng chuyển size luôn. 1299 và kèm cho em xin hỏi luôn, nhanh tay nha cả nhà. Trời ơi đẹp xuất sắc. Có 299k cái đầm này thôi, chuẩn luôn. Chuẩn là nét luôn các chị, từng cái đường kim mũi chỉ form đầm nè. Cái chất vải là khỏi chê luôn, em nói thiệt. Về nhà các chị nhận được hàng đi, các chị sẽ thấy luôn. Vượt ngoài mong đợi của mình. Vượt ngoài mong đợi của mình luôn. DA1299 nha cả nhà ơi, nhanh tay lên đơn nha. Rồi ok chị Ngọc Dung em chốt 1299 cho chị nè. 299k đồng em đang mặc trên người nha. Ok chị Trần Hà Vi em chốt 1299 cho chị luôn. Sale giá 299, 1299 cho chị Nguyễn Tuyết em sale giá 299k luôn. Từ 40kg đến 65kg vừa. Các chị ơi bữa giờ là cực kỳ hiếm đầm mà đầm cổ vest màu đen như thế này. Hôm nay là có cái mẫu này là các chị nếu ưng mình lên đơn hàng liền nha. Chúng tôi chắc chắn là nó hết rất là mau luôn á. 1299 và kèm trang sinh thoại luôn. Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Comment cho em là mã hàng nè với số điện thoại nha, để chốt đơn. Giá ngày hôm nay sale luôn cho mình chỉ có 299k mà thôi. Và trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa. 40kg đến 65kg là vừa cho em mẫu đầm này nha cả nhà. Ai lấy mẫu này thì các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ nào. 1299 và kèm số điện thoại. Nói chung là cái mẫu đầm này nếu đã ưng thì các chị nên đặt luôn ngày hôm nay nha. Đừng đợi đến ngày mai, ngày mốt nha cả nhà. Em chắc chắn luôn nó sẽ hết hàng rất là mau. Tại vì bữa giờ rất là nhiều khách hỏi đầm màu đen luôn, mà đầm cổ vest luôn. Đó. Và bây giờ là chỉ có duy nhất mẫu này thôi đó các chị. Đây là nếu đã ưng rồi các chị lên đơn luôn. Và số lượng em may là rất là ít chứ không phải là nhiều đâu.
Rồi tranh thủ mình lên đơn liền dùng em nha, mã sản phẩm là 1299 nha. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn. 40kg đến 65kg là vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà. Trang cái mã số và kèm số điện thoại nào. Ok là chị Kim Chim chốt đơn hàng, là chị Thanh Thủy ok chốt đơn ạ. DA1299 và kèm số điện thoại luôn, chỉ có 299k mà thôi.